Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị trực tuyến tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2021, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cả nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng. Riêng trong 8 tháng năm 2021, tỉnh Yên Bái có 418 doanh nghiệp ngừng hoạt động, 28 doanh nghiệp giải thể, 41 hợp tác xã ngừng hoạt động, chưa tổ chức hoạt động theo luật, chưa giải thể theo quy định. 8 tháng qua, các doanh nghiệp và hợp tác xã đã nộp ngân sách nhà nước ước đạt trên 823 tỷ đồng, chiếm khoảng 62% tổng thu cân đối trên địa bàn, tăng gần 15% so với cùng kỳ. Đến tháng 8, có 2.360 người bị mất việc làm, tăng 9,5% so với cùng kỳ. Do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới và trong nước đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp liên quan tới hoạt động xuất nhập khẩu. Việc thông thương hàng hóa bị hạn chế dẫn đến nguồn cung nguyên liệu đầu vào doanh nghiệp bị thiếu, nhiều doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm khó khăn. Việc vận chuyển giao thương hàng hóa giữa các địa phương cũng bị hạn chế do dịch bệnh bùng phát. Bên cạnh đó, đa phần các doanh nghiệp của tỉnh Yên Bái đều là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hạn chế về vốn và công nghệ nên năng lực cạnh tranh thấp. Tại hội nghị, các doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn đã được thông tin các chính sách của Trung ương và của tỉnh về các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, ứng phó với tác động của dịch COVID-19. Tiếp đó, các đại biểu đã thảo luận nêu lên khó khăn mà các doanh nghiệp hợp tác xã gặp phải, đề xuất kiến nghị giải pháp nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp hợp tác xã để duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh vượt qua đại dịch. Thông tin chi tiết về hội nghị chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong bản tin thời sự tối nay. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.